đi mua cây mãng cầu á. Mãng cầu thì 300 nhiều. Mà sao em trồng hay quá, trái nhiều quá vậy? Hả, em có vô phân không? Không, cái này có phân. Em không có sử dụng phân nhiều. Thôi mà hay ha, trái nhiều quá, chừng là nhiều luôn. Chích thuốc gì đó. Không có xịt thuốc lên cành. Hay ha. Tại vì nhà mình muốn ăn rồi có mấy đứa lít rồi kia chứ. Chứ nhà em đâu có bán hả? Dạ, với hai đứa nhỏ nó bị xịn cho nên nó ở không có. Được trồng ở nhà thì mình ăn thôi. Sướng quá ha. Thích quá là thích luôn á. Lý tưởng thiệt. Hồi nhãn cái nhãn là sai trái ghê luôn. Trời ơi. Avocado. Đây cây cốc nè, cái này là cốc Thái. Mỹ hả? Dễ thương quá ha. Khoan đợi mình đi, mình hái cho. Để mình quay chút xíu đi. Mình thấy mê quá à, xoài nhiều thấy mê quá. Đẹp nữa, nhìn đẹp mà nhìn thấy mê thiệt đó chứ. Mình khỏi cần đi vườn trái cây. Cảm ơn. Đã thiệt chứ. Nhìn thấy khoái ghê. Đậm.
đâu cây nào lá cẩm đâu. Lá cẩm đây nó soi đó. Nè, tí tô. Tí tô. Bạc hà. Hà mới đang dọn, đang dẹp cái bụi đó đang trồng cái khác. Là rau tí tô nè. Ồ, tắt này. Tắt này em trồng chắc lâu rồi nè, cái cây này cả cõi lâu lắm rồi, nó chặt cái còn vậy đó. Ừ, cây này mấy năm rồi. Cây cả chục năm có chứ. Ừ. Nó là ảo rồi đó, sao không trồng một cây mới nữa. Bên kia có cây rồi. Quá nhiều hả? Có Cần Thơ hả? Chị ở Bình Thạnh á. Dạ. Lan Hồ Điệp hả? Lan Hồ Điệp đẹp hả? Mía này ăn nó mềm. Mềm. Ừ. Tại nhà con gái chị có trồng á. Mà trồng ít lắm, trồng có một bụi à, mới trồng có đông bằng gốc nhẹ lẻ của em nữa. Lá giang nè, nó chua. Lá giang nó còn chua ngon chứ. Tốt lắm. Ừ. Ngon quá trời mía hả? Mía họ ăn ở đây quá trời luôn. Đi đâu rồi anh? Cái nhãn trái quá chừng trái luôn nè. Tỉa xong hết là tỉa xuống còn có nửa cây luôn. Để một cao lắm nó cái nhiều trái lắm. Ở năm sau cắt hai trái nữa chỗ tôi tỉa xuống hết. Cây lý, mận lý. Mận lý ngon lắm đó. Dạ. Mận này nhiều miếng không? Mà em thấy đây như chị không có bán. Chị thấy đó người ta có chồng á. Dạ, nhưng mà em thấy đang bán cái mình thấy ở trên nhưng mà thấy mình có lý gì đâu á. Ở đây mình cắt ra biết ra cắt không? Nó cắt để xào thịt bò hả? Chưa tới mùa hả? Dạ qua mới qua mùa chị giờ đang cho mâm lại. Tại vì giờ mùa đông nguyên suốt mùa đông chứ không có trái. Nhà em hả đâu có thua dễ mì nha mấy vị. Cái này cái gì em? Dạ, lá cách đó, cái lá cách. Cái lá cách nãy giờ chị quay á hả? Dạ là lá cách nãy giờ có gì gắt nữa. Ồ trồng đủ hết ha. Nghe con mía là nhiều lắm. Con mía không? Quay coi cho vui. Ồ mía nè, ô cây bự cơi luôn nè. Bây giờ tối rồi mà mình còn quay nữa mới ghê đó các bạn ơi. Hãy đi trễ quá rồi. Rồi đi mà đi sớm chút quay đẹp lắm á.